Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ gửi cho các bạn cách xử lý hình nền phong cảnh kiến trúc hay là các kiểu chụp hình như nhà hàng, quán ăn bằng phần mềm Photoshop. Ở đây mình dùng Camera Raw nhé. Đầu tiên các bạn mở Photoshop lên, sau đó các bạn chọn đến thư mục chứa hình nền. Ở đây mình xử lý các hình này. Các hình này được chụp bởi Canon 6D và lens 16-35 f/4L. Ở đây các bạn nhìn hình thì mình chụp không gian ở các quán cà phê mình vừa đi hồi sáng. Ở đây các bạn để ý thì có một số góc hơi bị cháy. Như này các bạn có thể tùy biến lại. Ở con cụ bên phải này các bạn để ý vùng highlight. Highlight là với vùng vùng white là vùng này. Rồi ok. Các bạn có thể tăng vùng tối lên một xí cho cân bằng lại bởi cách tăng vùng shadow lên. Nếu hình vẫn hơi bị cháy, các bạn có thể giảm độ sáng tổng thể của hình bằng cách giảm exposure xuống và bù phần shadow lên. Ok, các bạn có thể tăng contrast lên một xí cho hình nó tương phản hơn. Tiếp theo mình sẽ tăng độ nét lên cho hình bằng cách các bạn qua mục Detail, các bạn giữ phím Alt và kéo thêm Masking. Sau đó các bạn giữ đến khi nào một trắng nó hiện cái vùng góc cạnh là trắng nhiều, nó sẽ nét ở chỗ đó nét nhất. Sau đó các bạn tăng thêm Normal lên để tăng độ nét. Radius Detail. Tiếp theo các bạn có thể qua vùng Basic. Một clarity các bạn cho nét thêm cũng được. Nếu ở đây thì clarity tăng nét lên thì độ contrast nó cũng sẽ tăng lên. Ok, rồi. Mình xử lý xong một hình. Ở đây là hình thứ hai. Các bạn để ý hình này thì cũng hơi fail rồi. Thôi mình xóa hình này đi. Tiếp theo là hình này. Hình này là cái không gian ngồi bên cạnh cái bàn. Các bạn tùy chỉnh như sau. Hình này mình thấy hơi bị thiếu sáng nên mình tăng sáng lên một xí. Mình muốn cho nét hơn. Giữ hình Alt, kéo Masking. Rồi mau. Mình thấy hình này hơi bị méo nên mình sử dụng công cụ chỉnh lại độ méo bởi cái này tên là Transform Tool, phím tắt là Shift T. Ở đây mình sẽ kéo ở góc bên này qua lệch một xí ở phía lẫn trong phía bên này. Nếu thứ hai mình tiếp tục là lấy ở điểm này, mình lấn qua đây, đó hình sẽ bị kéo qua bên này một xí. Ở đây cũng tương tự, mình kéo từ thân này qua cái góc bên phải này. Ok, các bạn quay lại Basic. Sau đó các bạn có thể crop lại hình. Điều công cụ crop tool. Các bạn thu nhỏ hình lại. Sau đó bôi hết hình. Ok, tạm thời nó sẽ như vậy. Nếu các bạn muốn chỉnh chi tiết đỡ nghiêng hơn thì các bạn có thể làm chi tiết lại. Ở đây mình làm demo cho các bạn thấy. Tiếp theo là các hình phía dưới. Ở đây hình sẽ bị ngoài này sẽ bị cháy, trong này sẽ bị tối. Các bạn xử lý như sau. Đầu tiên các bạn giảm exposure để bù lại khoảng cháy ngoài này, nó giảm bớt một xí. Ở đây vì mình chụp file JPEG nên mình không có kéo sáng tối như file RAW được nhiều. Sau đó các bạn dùng công cụ Brush. Các bạn tô vào cái vùng tối
Các bạn để ý exposure này mình tăng lên rồi nhé, sáng lên. Nếu bạn tôi dư vùng nào các bạn có thể dùng phím Alt và loại bỏ vùng đó đi. New để tạo cái vùng thứ hai đỡ sáng hơn một xí. Rồi New vùng thứ ba là vùng ngoài sáng này. Ok, tạm thời là được cân bằng. Các bạn có thể tiếp theo, các bạn thấy hình hơi bị nhạt, các bạn tăng contrast lên cho hình nó trong tương phản cao một xí. Sau đó tăng Vibrant, Saturation cho hình nó tươi lên. Sau đó các bạn có thể crop lại hình cho gọn lại, cũng như lúc nãy thu nhỏ lại hình, chọn hết hình, giữ phím Shift và kéo ở góc qua. Các bạn cẩn thận, nếu mà không giữ phím Shift là hình nó méo như này này. Đấy. Ở đây mình crop lại để hạn chế là cái vùng bị cháy lúc nãy và mình xoay lại hình. Ok. Tiếp theo là hình như thế này. Bắt đầu ở máy hình này mình không có kéo tay nữa. Mình sẽ tạo ra một preset. Ở đây mình tạo rồi nên ra mình vào dùng preset luôn. Các bạn kéo xuống. Ở đây mình lưu là quán cà phê. Nó là vẫn quy. Đây. Sau khi các bạn áp dụng preset thì nhiều khi nó thấy nó hình nó hoặc hơi bị sáng hoặc là tối quá, thì các bạn có thể tùy biến lại. Các bạn có thêm basic, giảm exposure xuống, vùng sáng hơi nhiều, các bạn có thể giảm highlight và white lại, tăng contrast một xí. Rồi tiếp theo thì các bạn thế này, các bạn có thể có các cảnh tương đồng với nhau. Vì vậy mình áp dụng một preset luôn, bằng cách các bạn giữ click vào hình góc đã chỉnh sửa rồi. Các bạn giữ phím Shift để chọn toàn bộ, phím Shift và click hình cuối cùng để chọn hình từ hình đó đến hình cuối cùng. Sau đó các bạn click vào các công cụ bên này, chọn Scene Setting. Ok, hình sẽ chạy. Các bạn tùy biến lại sáng tối cho vừa. Các bạn nào chưa biết xuất preset thì các bạn có thể click vào hình này, qua mục preset chọn click vào biểu tượng tạo new này, đặt tên cho nó vào ok, nó sẽ tạo ra bên góc này nhé. Rồi tương tự cũng vậy. Các bạn có thể crop lại cho hình nó chi tiết đẹp hơn. Rất là trong trẻo. Ở đây trên Zoom cũng tương tự luôn. Các bạn để ý hình này mình chụp bằng 16-35. Ở tiêu cự là hình như mình chụp ở 16mm hay sao ấy. Nên các bạn để ý là hai bên góc, bốn góc này sẽ bị méo này. Ở đầu người bên cùng này. Các bạn xử lý lại bằng cách quay qua biểu tượng Layer Collection. Ở trên ở Mouse, ở Distortion là các bạn để qua trái thì nó đỡ méo hơn. Ok, sau đó các bạn crop lại. Enter. Như này cũng các bạn cũng làm tương tự nhé. Ở đây crop thì các bạn làm sao?
Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết nhé.